Những tháng đầu trong thai kỳ là giai đoạn nhạy cảm do thai nhi còn quá nhỏ và mẹ bầu đang thích nghi với những biến đổi trong cơ thể. Vì vậy, nếu không cẩn thận chỉ với những tác động nhỏ, mẹ bầu rất có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng động thai, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sảy thai. 1. Động thai là gì? Động thai hay còn gọi là dọa sảy thai thường xảy ra ở tam quá nguyệt thứ nhất và thứ hai. Biểu hiện điển hình của tình trạng này đó là xuất huyết âm đạo với số lượng ít, màu có màu đỏ hoặc đen, lẫn với dịch nhầy, đau bụng khi mang thai, đau thắt lưng, trướng bụng dưới. Dọa sảy thai cần được xử lý kịp thời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra cho mẹ bầu và thai nhi. 2. Nguyên nhân dẫn đến động thai. Có rất nhiều yếu tố tác động khác nhau có thể dẫn đến tình trạng động thai như bào thai hay thai nhi có bất thường về gen và nhiễm sắc thể, nhau thai bất thường, người mẹ lớn tuổi, người mẹ bị tiểu đường, bị cao huyết áp, người mẹ lạm dụng đồ uống có cồn và thuốc lá, dùng nhiều hơn 200mg caffeine mỗi ngày, người mẹ bị sốt rét, ngộ độc thực phẩm, tập thể dục quá sức. 3. Cách xử lý khi bị động thai. Trên thực tế, vẫn chưa có một cách xử lý nào được xem là tối ưu. Tuy nhiên, các mẹ bầu vẫn có thể tham khảo những cách dưới đây đối với những trường hợp bị động thai như khi thấy mình có dấu hiệu động thai, mẹ bầu nên nằm nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, tránh di chuyển xa. Cần đi khám thai để được bác sĩ tư vấn cách xử lý thích hợp, chẳng hạn như kê thuốc chống co thắt tử cung, khâu vòng cổ tử cung. Mẹ bầu lưu ý chỉ nên dùng các đơn thuốc của bác sĩ, không tự ý uống các loại thuốc được rỉ tai là có tác dụng an thai. Khi đau bụng, mẹ bầu tuyệt đối không được dùng tay để xoa bụng. Động tác xoa bụng có thể kích thích co thắt tử cung, đẩy thai nhi ra ngoài. Tuyệt đối không quan hệ vợ chồng, không kiểm tra âm đạo thường xuyên, không đưa bất kỳ vật gì vào âm đạo để tránh việc kích thích cổ tử cung mở ra. Mẹ bầu nên tránh hoàn toàn các bước này cho đến khi các dấu hiệu động thai biến mất trong một tuần. Ăn uống dinh dưỡng trong thời gian động thai cũng rất quan trọng. Thai phụ nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả. Tuyệt đối không ăn uống thức ăn có chất kích thích như hút thuốc lá, uống cà phê, bia rượu. Tình trạng động thai nếu không được xử lý kịp thời rất có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến sảy thai. Vì vậy, tốt nhất các mẹ bầu nên hết sức lưu ý giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân thật tốt, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Mẹ bầu nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, không thức quá khuya, làm việc nặng, không nên hút thuốc sử dụng chất kích thích như bia rượu, cà phê. Hãy luôn giữ cho tinh thần lạc quan và tâm lý thoải mái và nhớ là khám thai định kỳ để theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe và thể trạng nhé.